Chào các bạn, hôm nay pin nội xin giới thiệu với các bạn bộ 4 loại pin dành cho máy trợ thính của hãng Double Power. Thứ nhất là pin A10, tiếp theo là pin A312, pin A13 và pin A675. Các cái pin này thì được đóng thành vỉ 6 viên. Chúng ta có thể xoay và lấy ra dễ dàng được. Ví dụ đây là viên pin A10. Rất là nhỏ. Đằng sau này có ghi giữ 10. Cái pin A10 này có đường kính là 5,8mm và độ dày là 3,6mm dùng cho các máy trợ thính đặt trong tay. Nên là có kích thước rất là nhỏ. Pin này các bạn có thể sử dụng được từ 5 đến 12 ngày. Còn cái pin A312 có kích cỡ là chiều dày là 3,6 mm và đường kính là 7,9 mm. Có thể sử dụng được từ 6 đến 18 ngày. Cái này dùng cho con máy trợ thính ống tai. Còn cái pin A13 có đường kính là 7,9 mm, khá là to và độ dày là 5,4 mm. Có thể dùng từ 10 đến 30 ngày và sử dụng cho các máy trợ thính đeo sau tai BTE chẳng hạn. Có loại A675 là loại to nhất. Có đường kính là 11,6 mm và có biểu chiều dày này là 5,4 mm, có thể sử dụng được từ 6 đến 15 ngày. Dành cho máy trợ thính có công suất lớn. Và tùy theo từng loại máy trợ thính thì các bạn sẽ chọn cái pin phù hợp cho mình là A10, A312 hay là A13 hoặc là A675. Để tìm hiểu kỹ hơn về cái pin máy trợ thính của hãng Double Power, các bạn có thể truy cập trong web pinhanoi.com. Cảm ơn các bạn theo dõi, xin chào và hẹn gặp lại.